Chia cha răn phạm phạm nội bồ tát tao lôi cao bi tuổi ác ta rồi bồ đề phật kèm ma pha ra thế phạn ta tê phạn năng bụt tuổi bạc kèo kia tê năng tê mê pha ra năng anh nhanh bụt tuổi mê pha đã phải cho quan chiến đạo tâu bên chư giang đang chờ đang ôn tâm đang chiến đạo quan ta ta phải phong ba rốt tâm anh phun đệ vui tha lý tao tôi sao tôi khám mà tôi tăng mắc mang vài tha tôi phải kéo ra ta trong buổi phân tình tê cao a ca có ai phân là gì cao phân chan tăng về đi tăng của bình thế mê pha ra nàng anh nhanh bồ mê pha ra nàng pha răng ê tên đã phải cho quanh nhà ông tô mê chứ cha vàng cha đang ôn ta mang kiến đa quan cha tu bi đang ba đang tham bê vôi khăn cao thờ muôn khăn mà tô tăng mê măng phục bạc đi ba nói ta chớ ba đòi ba bà kêu bà tội xa bà ca sanh khô nhía dạ bà đề bán nội bà kêu bà tội xa bà ca sanh khô xa mấy chế bà nội bà kêu bà tội xa bà ca sanh khô dạ thị trang chan ta để ăn ta bố đề xa phân ca lia ê xa phê kéo và tòi xa và ca sang cô áo này thế này do anh chá đi ca ra này do anh đến ta rãi phân lôi cánh pha tê năng tê mê pha ra năng anh nhăn sang khô mê pha ra năng ba răng ê tê na phanh nga ông tô mê chí dâm ngang ca lang ân tam đăng kiên na quan sang cánh cha tu bi tô tam anh sang kê dôi tha đi tao tô tham ma tu tăng đạt mang trong sôm thoại cùng cung mời vua có bầm bay cai đầy đôn trang ra ca thiên đầy ra bốn lần ma bồ tì ra ngàn đại cố đừng đại lùng ôn lùng áo chất bọn anh giang ly lần ra bồ tăng rô đâm na anh ra bốn ni ra thanh nơi trung đồ chàng ở đòi tê chết đi con bếp bếp bật bà xa của ta lại phong ơi trong bàn phong liệt cha tông bác chàng lại sang tới tư chân sky phong một kia mình không toàn trẻ ăn rây giá mê say tra ghi phân phong bàn cây thơ phong đôi chân ra nào trong phố là ma sắc ca lê ga ta âm về vòng cung con trang bay phố lê lông trái đôn ca tôn vân con tôn sao là ban đó dân trong mà thiê ria tôi chưa ba tôn tu lê phong ơi con trang con ạ lại ao chia trên ca trai đây miền đòi con lang a đô pia con nhà liền chia rõ thiên con quanh rê bay miền không bàn con miền mùa đòi con là mặt
Rồi Phật của sông A Di Đà nuôi đã đo tha lập phía nó tông tháp ba ta chân đất tông ca bây giờ chân đi sao ca hôn tô sa bê bê ba đi nào sang chân lai cho quân ta đây sẽ tây tôi vô mai chia phan bàn sẽ tây tông tây đại ca hải nơi phây vô mai chia thầy tên đa đa ai nơi sẽ tây sao vô mai chia từ hòn xuống anh mô tình yêu chẳng một tộc vì một bờ vật đại chia sắc quân lúc chia tỏa khí bàn thực vật đồng hành cao phải hai chân dừng vì tập quay quay tâm mà xong một học điều chẳng một mình quay quay tập quay tâm mà xong một học điều trong một đường đi phá diệt phải cùng tham ma tham phật bày tỏ khi sôm an mô ta di nam mô ta sa phật ca ta a ra ha ta sa